Phạm Hiếu bán đất vườn Long An xin chào tất cả các anh chị em nha. Thì anh chị em theo cái video clip YouTube của Phạm Hiếu, Hiếu mời anh em đi đến ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Đây, thay tới miếng đất này ngừng lại. Đây, miếng đất này thì xuống xe đây, xuống xe. Đây, miếng đất này là 4 công nha anh em. Miếng đất này là 4 công tại ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Miếng đất này vuông dứt luôn. Đây là cái bờ, cái đường này đường đi ra ngoài. Đường này là đường đá xanh của bà con nhân dân cùng hùng tiền đá đổ ra. Đi ra ngoài đường đá xanh hơi 7 chỗ khoảng 300m. Và đi ra đường tỉnh lộ 816 là khoảng 600m. Đó là 900m là vô tới miếng đất của mình. Miếng đất mình là điện nước đầy đủ, wifi tới chỗ luôn anh em. Khu này là khu của người dân ở từ xưa tới bây giờ. Và nhà cửa thì cũng sang sát. Thì miếng đất này là về thành phố Hồ Chí Minh của mình thì khoảng mắc khoảng lấy công viên Phú Lâm mắc khoảng 32 km và đi khoảng 1 tiếng 5 phút đồng hồ. Và các quận huyện khác thì anh em cộng lại nha. Ở đây về thị trấn Đức Hòa, về Tây Ninh, về Củ Chi, về Hóc Môn, về quận Bình Tân và các quận huyện như quận 3, quận 2, quận 6 và Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi á, nhân dân nó rất tiện lợi cho mình. Thì miếng đất này là Hiếu đang đi trên đây là đường đất. Hiện giờ đường đất này hiện hữu khoảng 2m nha anh em. Thì miếng đất này là vuông dứt, chủ đó là ở quận 6. Họ đã kêu miếng đất này bán lại cho anh em là 1 tỷ 250 triệu, thương lượng nhẹ cho anh em là 4 công. Thì mỗi công đất trị giá khoảng 320 triệu nha anh em. Thì 1 tỷ 250 triệu, thì tính ra thì cũng có mấy trăm ngàn đồng 1m² thôi. Thì bằng một cái tô phở của các anh em ở thành phố Hồ Chí Minh. Và là bằng một cái... chỉ cần bằng mua được một cái chiếc mền của anh em đắp hoặc là một cái gối của anh em nằm là 1m chỉ có 200 mấy thôi. Đây thì anh em thấy không, cũng rất là đẹp. Thì miếng đất này để thích hợp làm một cái nhà giường, một cái trang trại giường để cho anh em nghỉ dưỡng thì rất là tốt. Thì miếng đất này thì 4 công 1 tỷ 250 triệu, chủ kêu bán trong thời điểm này, tháng này. Anh em nào có nhu cầu cần thì gọi cho Hiếu là 0913 871 833. Thì Hiếu cũng giúp cho anh em nhiệt tình để coi hết cái video của Hiếu nha. Miếng đất này là Hiếu cũng đăng lẹ, cũng nói cũng hơi lẹ để cho anh em. Thì đường này cũng 4 bờ, người ta cũng đã múc hết sẵn cho mình. 4 bờ múc sẵn hết cho mình. Thì đất này là đất hiện giờ trồng chanh của trước. Người ta đã trồng chanh nhưng mà do người ta không có trồng nữa. Giờ người ta cần tiền, người ta bán miếng đất này, bán mau, bán lẹ. Miếng đất này bán trong thời gian 1 tuần lễ. Nếu anh em nào có duyên thì anh em gọi ngay gọi liền nha. Người ta chỉ bán trong 1 tuần lễ, người ta kẹt tiền gấp. Nếu mà qua 1 tuần lễ thì người ta sẽ vay được, thì người ta sẽ không bán miếng đất này cho anh em. Cho nên là Hiếu cũng chia sẻ theo cái lời chủ dặn là chỉ nhờ Hiếu quay bán trong 1 tuần lễ này thôi, 1 tỷ 250 triệu, thương lượng nhẹ cho anh em. Miếng đất này là miếng đất lúa tại ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Thì anh em có cần thì anh em gọi cho Hiếu là 0913 871 833, hoặc anh em share cái đường link này mạnh lên giúp cho Hiếu. Hiếu cũng bỏ cái công thời gian xa để đến đây ghi hình miếng đất này vào lúc 2 giờ chiều ngày 6 tháng 11 năm 2019 đó, anh em thấy không đó. Thì miếng đất này Hiếu nó lại là ra đường đá xanh xe hơi khoảng 300m và đi ra thẳng ngoài đường lộ nhựa tỉnh lộ 816 mắc 600m nữa thôi. Điện nước wifi đầy đủ cho anh em nha. Thì miếng đất này vuông 4 công đúng, giá 1 tỷ 250 triệu, thương lượng nhẹ. Thì anh em nào cần nhớ gọi cho Hiếu là 0913 871 833. Miếng đất này chủ dặn lại một lần nữa là bán gấp, bán thương lượng nhẹ cho anh em. Maximum là 20 triệu. Miếng đất này nói chủ nó là maximum là 20 triệu. Còn lại 1 tỷ 230 triệu là anh em thế ai mới đóng. Đó là chủ nói vậy, Hiếu cũng chia sẻ vậy luôn cho anh em. Đó thì Hiếu nói là chủ kẹt tiền bán trong từng lễ nha anh em. Thì Hiếu cũng dặn lại lời cho anh em luôn là qua từng lễ thì chủ sẽ dây được ngân hàng, là chủ không bán được cho anh em. Cho nên anh em có cần gì gọi liền cho Hiếu hoặc share like mạnh giúp cho Hiếu, để Hiếu cũng đã dành cái thời gian giúp anh em để xem được miếng đất này hiện hữu. Đất tại ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Một lần nữa Hiếu hân hạnh xin cảm ơn các anh em đã theo dõi video của Hiếu. Và nhớ đăng ký like đường link, và đăng ký like, share, đăng ký kênh YouTube để theo dõi những miếng đất tiếp theo của Hiếu nha. Hiếu thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Thân ái chào. Đấy, Hiếu quay lại nè. Nhà cửa thì cũng san sát anh em. Đó. Đường xá cũng ok lắm. Đất này bảo đảm Hiếu nghĩ là quán bán trong vòng có thể là 2 bữa bán được. Vì gì quá đẹp, giá này cũng rẻ. Có 300 triệu, 320 triệu thôi. Mà còn thương lượng cho mình 20 triệu là maximum, chủ dặn vậy.
anh em gọi nha, gọi liền nha, để miếng đất này bán. Miếng đất này ngon thiệt. Hiếu Tâm, miếng đất này ngon quá ha. Quá, miếng đất này im. Miếng đất này bảo đảm bán trong tuần luôn á, theo lời của chủ. Đó, anh em thấy không, đường nông dân chạy xe rất là tốt. Clip luôn. Có clip luôn, quay luôn. À.